Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Cuộc Sống Số nè. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái loại dép mà mình đã sử dụng hơn một năm và mình thấy cảm thấy khá là tốt. Mình đã mua cho công ty và mua cho cá nhân của mình dùng nữa. Dép này. Đây, loại dép này nó cũng khá là đơn giản, cũng khá là rẻ thôi. Đó. Tuy nhiên á, thì cái hiệu quả mà nó mang lại mình cảm thấy rất là tốt và mình muốn chia sẻ cùng với mọi người. Ở đây là loại dép này thường chúng ta sẽ mua để mang trong nhà vệ sinh hoặc là mang trong phạm vi mà chúng ta không muốn mang đôi dép ở ngoài vô và chúng ta cần một cái đôi dép khác thì chúng ta sẽ sử dụng cái đôi dép này để mang ở trong nhà nha. Đó. Hoặc là ở dưới quê hiện tại thì mưa vô mùa mưa rồi, các bạn thấy là mưa khá là nhiều. Hiện tại mình cũng đang giãn cách ở dưới quê và dép này mình mua để mang ở ngoài sân, ở vòng vòng ở trong nhà thì rất là ok ha. Đó, và hơn nữa là nó có những cái cục ở đây nè, cái này là massage nha mọi người. Khi các bạn mang vào á thì những cái hộp này sẽ massage chân. Những người nào mà có vấn đề về chân giống như là bị giãn tĩnh mạch hoặc là bị mỏi chân á, mang cái này cực kỳ hiệu quả và nó sẽ xua tan đi cái cảm giác mà các bạn gọi là mỏi chân á, thì các bạn dùng cái này sẽ không bị mỏi chân. Nó sẽ nói chung là rất là đã, vì mình là một cái người bị đau chân, mỏi chân thì mình dùng cái này nó mang cực kỳ đã luôn. Còn những cái người nào mà chân họ bình thường, họ không có vấn đề về chân á, thì mang cái này thì nó sẽ hơi cấn một chút nha mọi người. Đó, nó hơi cấn một chút đó. Vì cái này là cao su và nó là không phải là loại mềm lắm, nó trung bình thôi. Thì mang nó hơi sẽ bị không quen, nó sẽ bị đau chân một chút, hơi cấn nha. Và loại này thì có rất nhiều, một số loại thì nó mềm nha. Một số loại là gọi là cao su mềm á. Cao su mềm thì nó có cái vấn đề đó nè, mình sử dụng thời gian, thứ nhất là nó bị thấm nước, nó thấm nước nè, cái vấn đề là nó hôi nữa. Hai vấn đề, thường là thấm nước và nó hôi. Thì cái loại đó mình đã mua, mình sử dụng với công ty, mình thấy nó không hiệu quả bằng cái này. Mình thích cái loại này ha, mà nó có massage chân. Cái loại kia thì nó mềm và nó thấm nước, đi một hồi cái nó bị ẩm chân á, nó cứ khó chịu. Còn này thì nó tương đối là nó ráo hơn ha. Và ở đây thì ở lớp cao su này ở dưới thì nó cũng khá là bám và chống chân trượt cũng khá là hiệu quả. Đó, loại này thì chỉ tầm mười mấy đến 20.000 thôi mọi người, mười mấy đến 20.000 một đôi như thế này. Công ty mình lúc trước đó là công ty làm spa thì mình mua giùm họ, thì họ mua rất là nhiều đôi, họ mua được 20-30 đôi để họ dùng, họ đi trong phạm vi của công ty và trong nhà vệ sinh thì có thể đi bằng dép này ha. Đó, thì dép này nó cũng khá là nhiều thương hiệu, thì nó khác cái hiệu ở đây thôi đó. Chỉ màu đỏ màu xanh này kia của từng hiệu, nhưng mà tóm lại thì cấu trúc dép nó thì cũng như nhau cả đó. Thì cũng có đây, thì nó có như thế này, đơn giản như thế thôi đó, đơn giản nhưng mà chúng ta xài rất là hay, rất là hiệu quả nha mọi người. Đây. Đó, rất là dẻo và độ bền nó thì cũng tương đối nha. Mang lâu là mình nghĩ nó sẽ đứt cái này, nhưng mà như mình mang thì vẫn chưa thấy đứt, nói chung là cũng khá lâu mới đứt mọi người. À, thì link mua sản phẩm này mình để dưới phần mô tả video, mọi người có thể click vào đó xem tham khảo giá. Thì cái này nhiều chỗ bán lắm, các bạn coi cái chỗ nào bán giá hợp lý hoặc là hàng nó ok vừa chân. Thì cái này đa số thì những cái số lớn như này 42, 43 thì thường họ bán rất là mau hết ha, chỉ còn những cái số nhỏ thôi. Các bạn có thể bấm vào link, các bạn tham khảo từ từ sớm sớm và sắp là ok cho các bạn mua ha. Ok, video này được kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha.